Trong chương trình đặc biệt của tôi ngày hôm nay thì trước đó tôi đã từng nói với quý vị là Tổng thống Trump khi quay trở lại Tòa Bạch Ốc, ông sẽ thay đổi tất cả những chính sách đang có hiện nay của chính quyền Joe Biden, và những chính sách của ông được mô tả là cứng rắn hơn cho dù đối nội lẫn đối ngoại. Thì quý vị, tôi đã từng nói về vấn đề này trong nhiều cái chương trình khác nhau ở trước đây. Và quý vị, những gì mà tôi đã nói thì có vẻ như nó đã bắt đầu xảy ra, khi mà đây là một trong những cái mà độc đáo khi mà ông Trump vừa mới đắc cử xong. Tức là bây giờ ông được gọi là Elect President, tức là Tổng thống tân cử, chưa nhận chức. Quý vị, ông Trump chưa nhận chức tại vì 20 tây tháng 1 thì mới chính thức là nhận chức, sau khi được xác nhận ngày 6 tây tháng 1 là ông thắng cử và nhận là thắng cử. Thì quý vị, chứ mới có tân cử thôi, tức là mới có đắc cử thôi, thì tình hình thế giới gần như đối nội lẫn đối ngoại đã bắt đầu có chiều hướng thay đổi để phù hợp với những chính sách cứng rắn của ông Trump. Và một trong những người bạn của tôi ở trên Facebook và nằm ở trên cái Facebook đó đã nốt ra 72 giờ đồng hồ, tức là 72 giờ đồng hồ sau khi có kết quả ông Trump thắng cử, thì những thay đổi đó như thế nào. Chúng ta sẽ thấy rõ là họ đã bắt đầu nhận ra được cái chính sách cứng rắn của ông Trump và phải điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với lại cái chính sách cứng rắn của ông Trump. Một trong những điều này thì tôi có thể đưa lên cho quý vị xem. Đầu tiên hết quý vị, ông Trump thắng 72 giờ sau khi thắng cuộc bầu cử năm 2024. Ông đã bổ nhiệm một phụ nữ đầu tiên làm đồng lý văn phòng của ông, tức là Chief of Staff. Thành phố New York đã ngưng lại việc cung cấp thẻ tiền food stamp cho tất cả những di dân bất hợp pháp. Các công ty của Hoa Kỳ đã bắt đầu chuẩn bị đem tất cả những cái khâu sản xuất của họ trở về Hoa Kỳ. Thị trường chứng khoán và kể cả đồng Bitcoin đã tăng cao nhất trong tất cả thời gian vừa qua. Và tất cả những đoàn lữ hành của di dân bất hợp pháp đã bắt đầu có sự chia rẽ, tức là có một số người đã quay trở lại về quê nhà của họ thay vì là họ tiến tới biên giới Hoa Kỳ. Qatar đã đồng ý là sẽ trục xuất tất cả những lãnh đạo chính trị của Hamas ra khỏi quốc gia này. Và ngay cả đám Hamas cũng đã muốn có một cái cuộc gọi là chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Trong khi đó thì Taliban nói rằng họ muốn có một cái chương mới. Và Trung Quốc muốn nói rằng thì Trung Quốc lại mong muốn rằng là có một cái sự chung sống hòa bình. Còn Nga thì sẵn sàng nói chuyện với phía Hoa Kỳ. Trong khi đó, EU, tức là Liên hiệp Âu Châu, đã lên tiếng và nói rằng họ muốn mua khí đốt từ Hoa Kỳ, không phải là của Nga. Và lãnh đạo của Ukraine đã bắt đầu nói chuyện với ông Trump và kể cả ông Elon Musk. Trong đó, họ nhắc lại là ông Trump vẫn chỉ mới là tổng thống tân cử trong vòng 72 giờ đồng hồ mà thôi. Quý vị, đây là điểm qua những cái diễn biến sau khi ông Trump thắng cử. Trong đó thì quý vị thấy rõ ràng là có một số những điểm quan trọng mà chúng ta thấy được. Thứ nhất là lần đầu tiên trong nội các của Tòa Bạch Ốc thì đã có một nữ đồng lý văn phòng đầu tiên. Tức là tôi đã nói nôm na là chủ của cái West Wing. West Wing hôm trước tôi có giải thích cho quý vị, ở Tòa Bạch Ốc, đó là cái khu vực điều hành hành chính của Tòa Bạch Ốc. Thì người đứng đầu ở cái West Wing này, mình gọi là Chief of Staff, tức là tôi tạm dịch tiếng Việt là đồng lý văn phòng. Người sẽ giải quyết tất cả những cái công việc hành chính, điều khiển tất cả những nhân viên làm việc trong Tòa Bạch Ốc. Thì đây là lần đầu tiên có một phụ nữ giữ vai trò này ở trong Tòa Bạch Ốc. Đây là lần đầu tiên, quý vị, ông Trump đã tạo được một cái gọi là khá độc đáo rồi, tại vì ông đã nêu danh rồi, quý vị. Thứ hai, thành phố New York đã ngưng lại việc cung cấp debit card cho những di dân bất hợp pháp. Trước đây, quý vị, là họ cung cấp những cái thẻ, giống như cái thẻ debit card là cái thẻ ATM của quý vị đó, cho những di dân bất hợp pháp với số tiền giới hạn trong cái ngân hàng của chính phủ, thì họ có thể dùng cái đó để mà mua food stamp, tức là mua, không phải mua food stamp mà mua food, tức là mua thực phẩm ở trong các ngôi chợ, các cái nhà hàng. Họ chỉ được xài ở những điểm này thôi, họ không được mua những cái khác như là shopping gì cả. Thì quý vị, thành phố New York đã cấp những cái thẻ này cho di dân bất hợp pháp. Trong khi đó, những công dân Mỹ, đặc biệt là những người da đen hoặc da màu, mà họ trả tiền nhà trễ mỗi một đôi tháng hay là vài ba tháng đó quý vị, họ không nhận được sự hỗ trợ của thành phố New York. Ngược lại, di dân bất hợp pháp lại được trả cái tiền này, đã gây ra một cái sự gọi là bất mãn của công chúng rất là nhiều. Tại sao công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp Mỹ không được giúp đỡ giống như là di dân bất hợp pháp? Do đó thì quý vị, thành phố New York đưa ra cái này thì nó gây ra một cái sự bất mãn lớn, nhất là những người da đen. Những người da đen nghèo khó ở tại New York, họ cảm thấy bất mãn rất lớn. Họ không được hỗ trợ giống như những di dân bất hợp pháp. Và đặc biệt hôm trước tôi có nói với quý vị là lý do kỳ này cộng đồng da đen bỏ phiếu cho ông Trump rất đông là do cái tình hình ở tại New York và Chicago. Hai nơi này họ đã cấp tiền của chính phủ cho thuê nhà cho di dân bất hợp pháp, thay vì mướn khách sạn thì họ thuê nhà. Trong khi đó, những người da đen, những người thường trú nhân hợp pháp, họ ở trong những cái nhà mướn chung cư đó, thì đôi lúc tại vì họ nghèo khó mà quý vị, do đó có những lúc họ trả tiền nhà trễ, có những lúc họ không có tiền trả tiền nhà.
họ không có tiền trả tiền mướn nhà. Thì quý vị, các ông chủ phố ở đây á là họ phải là họ nó là họ chịu đựng cái cảnh này mấy năm rồi, nhất là lúc một cái giai đoạn mà gọi là lạm phát cao đó, họ từ 2012 tới bây giờ đó quý vị, là tới lúc mà mấy ông chủ phố cũng cũng sợ, tại vì bản thân mấy ông cũng phải trả tiền mortgage hàng tháng. Do đó bây giờ tình trạng trả trễ kiểu này mấy ông cũng đâu có chịu nổi, do đó mấy ông dụ dỗ và tìm cách trục xuất những người da đen ra, và thay vào đó mấy ông rước di dân bất hợp pháp vào ở với tiền trả hàng tháng của chính phủ. Thì nhận tiền chính phủ thì ngon hơn, vừa đúng hẹn và không bao giờ bị bớt cả. Thì do đó quý vị, nhiều người da đen ở Chicago và ở New York phải ra đường ở, họ phải ra đường ở, họ không được sự hỗ trợ, trong khi di dân bất hợp pháp lúc trước thì mướn khách sạn cho ở, bây giờ thì mướn nhà cho ở với cái tiền chi ra của hai thành phố này. Chính vì vậy mà quý vị, người dân họ bất mãn vô cùng, họ bất mãn vô cùng, và chính vì vậy ông Trump đã từng tuyên bố rất là nhiều lần, ổng mà thắng cử ổng sẽ trục xuất hàng loạt di dân bất hợp pháp. Thì quý vị, những cái chính sách cứng rắn này bây giờ thành phố New York phải thay đổi, tức là họ ngưng lại việc cung cấp cái thẻ mua thực phẩm cho những di dân bất hợp pháp. Nhưng tôi chưa biết bao giờ họ cấp cái thẻ này cho những người dân nghèo da đen ở tại thành phố New York. Nhưng ít nhất bây giờ họ ngưng lại là phải có sự thay đổi rồi. Các công ty Hoa Kỳ đã nhận được cái tín hiệu của ông Trump. Ông nói rằng tất cả mặt hàng nhập cảng ông sẽ đánh từ 20 10% cho tới 20%. Riêng những công ty nào mà ở Trung Quốc ông sẽ đánh thuế lên từ 60% trở lên. Thì quý vị, các công ty này họ đâu có muốn mặt hàng nhập cảng của họ vô sẽ bị đánh thuế, mà không phải là 10 20%. 10 20% là cái con số mà standard tiêu chuẩn cho tất cả hàng nhập cảng. Tùy theo mỗi quốc gia, ông Trump đánh thuế chứ không phải là nó là cái mức stable. Hiện nay tất cả các quốc gia mà xuất cảng vào Hoa Kỳ đều được hưởng cái chương trình tối ưu quốc của Hoa Kỳ, mức thuế họ đóng là từ 4 tới 7% thuế nhập cảng. Họ đóng thuế nhập cảng là 4 tới 7%. Bây giờ ông Trump đẩy lên từ 10 cho tới 20%. Sẽ có những quốc gia chịu cái mức thuế cao hơn, ngoại trừ Trung Quốc ra. Trung Quốc thì ông Trump nói là mức tối thiểu là 60%, và ông có thể đánh lên tới 500% tùy theo mặt hàng. Ví dụ như sắt, thép, nhôm, những cái này ông Trump sẽ đánh thuế lên tới 500%. Ông đã làm trong cái nhiệm kỳ thứ nhất rồi quý vị, 456% đánh thuế vào thép của Việt Nam và của Trung Quốc để bảo vệ cho ngành thép, ngành nhôm tại Hoa Kỳ. Do đó riêng trường hợp Trung Quốc thì coi như là họ phải chịu cái mức thuế rất nặng rồi. Các công ty đặt công ty của họ mở công xưởng ở những quốc gia khác cũng sẽ phải chịu mức thuế cao hơn, và tùy theo quốc gia và thiện chí của quốc gia đó thì ông Trump sẽ đánh thuế. Tôi lấy một ví dụ là Đông Nam Á, đa số các công ty chuyển công ty của họ ra khỏi Trung Quốc, họ dời đi đâu? Họ dời qua Nam Á và Đông Nam Á. Nam Á thì có Bangladesh, Ấn Độ, còn Đông Nam Á thì quý vị thấy rồi đó, một đống từ Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, đại khái những quốc gia này. Thì quý vị, nếu họ dời công ty qua những quốc gia này mà những quốc gia này có một cái thái độ hai hàng, tức là không muốn bỏ thị trường Trung Quốc cũng không muốn bỏ thị trường Hoa Kỳ, thì quý vị, ông Trump sẽ đánh thuế rất cao, nhất là Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, kể cả Cộng sản Việt Nam. Nếu như mà họ không chọn một phía trong cái chiến lược chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ thì quý vị, ông Trump sẽ áp thuế lên, ông Trump sẽ áp thuế rất nặng với những quốc gia muốn đi hai hàng, còn những quốc gia nào đáp ứng cái chiến lược này thì ông Trump đánh thuế nhẹ hơn 10 tới 20%, còn những quốc gia mà có vẻ như là muốn đi hai hàng thì quý vị, ông sẽ đánh lên 50-60%, thậm chí là 100%. Do đó các công ty này bây giờ đặt ở ngoài họ cũng không biết là cái tiềm năng nguy hiểm như thế nào. Ví dụ bây giờ, ô chúng tôi đã rời khỏi Trung Quốc rồi, bây giờ chúng tôi đem công ty của tôi qua Việt Nam, qua bên Thái Lan, thì các vị, ông Trump có tha không? No. Đem qua Việt Nam và Thái Lan, nhưng Việt Nam và Thái Lan vẫn đi hai hàng, vẫn muốn associate với Trung Quốc, vẫn muốn làm ăn với Hoa Kỳ. Ông Trump sẽ không tha chuyện này, ông Trump sẽ dứt khoát trong chuyện này. Do đó nếu mà họ dời qua Việt Nam, họ dời qua Thái Lan thì mức thuế sẽ không phải là 10 20%, có thể là từ 30 40 50% cho tới 100 200%. Ông Trump sẽ làm chuyện này. Do đó các công ty bây giờ họ phải rút, bây giờ họ không biết cái nước nào an toàn. Họ không biết cái nước nào mà sẽ bị đánh thuế, dời qua bên đó tốn tiền tốn bạc xong rồi bây giờ bị đánh thuế cao. Rồi phải dời đi nữa ha các bạn. Do đó cái chắc ăn nhất dời về Mỹ. Dời về Mỹ thì sẽ không bị thuế nhập cảng. Thứ nhất, thứ hai, ông Trump tuyên bố ổng đánh thuế corporation từ 21% xuống còn 15%. Thì họ được hưởng.
Do đó các công ty bây giờ rục rịch phải mở công xưởng tại Mỹ. Đặc biệt là những công ty nào mà đang có ý định dời công xưởng của họ qua Mexico, ông Trump tuyên bố là 100-200% rồi. Sát nước Mỹ luôn đó quý vị. Tức là họ không dời về Mỹ mà họ dời qua Mexico. Thì ông Trump tuyên bố rồi, dời qua Mexico, dù dời qua Mỹ, từ Mỹ qua Mexico hay từ Trung Quốc về Mexico thì thuế cũng sẽ là 100% tới 200%. Hôm trước thì em nói là 200%. Còn riêng với công ty Stellantis là cái công ty mà dự tính là sẽ sa thải ở Mỹ qua Mexico mở công xưởng đó, cái công ty chủ của cái hãng xe Chrysler đó quý vị, là ông nói là ít nhất là 100%. Do đó các công ty này lật đật phải đem công ty của họ về Mỹ. Tại vì đặt ở nước nào cũng không biết nước đó là có cái xung đột về mặt chính trị với ông Trump hay không. Đó, tôi nói Thái Lan nè, Việt Nam nè, hay là Malaysia, Indonesia, họ vẫn đi hai hàng mà. Họ trong chỉ duy nhất có một mình Philippines là nghiêng về phía Hoa Kỳ thôi. Còn những quốc gia khác vẫn tiếp tục hai hàng. Do đó ông Trump sẽ áp tới. Vì vậy mà quý vị, các công ty bây giờ đi mở ở nước nào có thể gọi là được cái mức thuế thấp đây, an toàn đây. Do đó họ không biết được, mà đem qua Âu Châu lỡ ông Trump, ông áp thuế bên Âu Châu thì sao? Đem qua Âu Châu, ông áp thuế bên Á Châu thì sao? Nhất là Âu Châu và Á Châu đang đối diện với cuộc chiến mậu dịch với ông Trump. Ông Trump sẽ mở cuộc chiến mậu dịch với cả hai phía này. Do đó, cái cách chắc ăn nhất là bây giờ nguy hiểm, dời công ty tốn tiền tốn bạc nhiều lắm quý vị. Do đó, chắc ăn nhất dời về Hoa Kỳ. Dời về Mỹ là không bị gì cả. Do đó bây giờ quý vị thấy, các công ty dần dần là họ dời về Mỹ. Rồi quý vị, thị trường chứng khoán và đồng Bitcoin, tôi không nói Bitcoin. Bitcoin coi như là ông Trump đã ủng hộ cho tiền điện tử rồi. Ông nói nước Mỹ là phải dẫn đầu và phải lãnh đạo trong cái tiền điện tử, tức là cryptocurrency. Thì do đó ổng đắc cử, đương nhiên đồng Bitcoin nhảy lên 70 mấy ngàn khi ổng đắc cử, tại vì ổng là người ủng hộ cho tiền điện tử. Và ổng nói rằng nước Mỹ phải chủ động và phải là cái quốc gia lãnh đạo trong cái kỹ nghệ tiền điện tử, tức là cryptocurrency. Thì quý vị, bắt buộc tiền điện tử phải lên thôi. Và thị trường chứng khoán thì mới vui. Thị trường chứng khoán trước bầu cử 60-70% nhà đầu tư và những người gọi là tài phiệt của thị trường chứng khoán dồn tiền cho Kamala Harris. Họ không ủng hộ ông Trump. Rồi cộng thêm mấy tên kinh tế gia được giải Nobel lên tiếng và cảnh báo là ông Trump mà thắng cử, thị trường chứng khoán sẽ sập. Thị trường chứng khoán sẽ sập nếu ông Trump thắng cử. Tức là nó hù dọa người dân, nó hù dọa các nhà đầu tư tới mức như vậy. Kết quả, ông Trump vừa thắng cử ngày thứ tư thôi, tức là có kết quả chiều khuya ngày thứ ba, sáng ngày thứ tư, thấy là ông Trump có vẻ thắng rồi đó quý vị. Toàn bộ thị trường chứng khoán tăng hết. Riêng Dow Jones ngày thứ tư tăng 1.200 điểm. Có cái thị trường nào sập đâu. Có cái thị trường chứng khoán nào sập đâu quý vị. Có nghĩa là tại vì sao? Là bởi vì người dân họ tin tưởng ông Trump vấn đề kinh tế. Họ tin tưởng ông Trump vào vấn đề kinh tế rất là nhiều. Họ không tin tưởng Biden với lại Kamala Harris. Bởi vì họ chứng kiến 4 năm qua rồi. Do đó quý vị, khi mà tin ông Trump vừa thắng cử thì nó kích thích cái thị trường bán lẻ. Tức là những cái shopping đông người hơn, những cái nhà hàng đông người hơn. Nói là ăn mừng ông Trump cũng được. Thật sự quý vị, là lúc đó người dân chịu xài tiền. Từ trước đến giờ họ thủ, họ không dám xài tiền. Bởi vì tình trạng giá cả tăng cao, tiền lương hay là tiền lợi tức trong nhà chỉ có một cục vậy thôi. Ít lắm. Họ xài cẩn thận. Tại vì họ không biết tương lai ra sao cả. Họ không dám xài tiền. Nhưng mà ông Trump vừa đắc cử thôi là họ biết tình hình sẽ thay đổi. Ít nhất là không phải giống như bây giờ. Ít nhất không phải giống như bây giờ. Do đó quý vị, họ xài tiền thoải mái. Và chính điều này nó đẩy cái thị trường chứng khoán lên điểm khủng khiếp. Thì quý vị thấy rõ ràng là cái tầm ảnh hưởng của ông Trump. Cái tầm ảnh hưởng của ông Trump rất lớn. Ông đã làm cho cả thị trường chứng khoán phải chao đảo. Bây giờ giới đầu tư chuyển ngược. Giới đầu tư tức là investment đó, investor đó, bây giờ lại háo hức chờ ông Trump nhận chức. Trước đó nguyên một đám này là ủng hộ cho Kamala Harris đó. Tất cả những tên đầu tư, những tay đầu tư ở Wall Street. Tại vì sao? Họ đầu tư ở Wall Street, họ đầu tư ở Âu Châu, họ đầu tư ở Á Châu nhiều lắm. Mà ông Trump, chính sách cứng rắn của ông Trump trong vấn đề đối nội và đối ngoại đó, thì họ sợ rằng gây tổn thương cho nguồn đầu tư của họ. Nhất là BlackRock. BlackRock là công ty quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Họ có rải đầu tư ở Trung Quốc, ở Ấn Độ, ở Âu Châu, ở Á Châu. Họ giữ trong tay mấy chục ngàn tỷ mà. Bây giờ lỡ ông Trump xung đột với Âu Châu, ông Trump xung đột với Trung Quốc, thì cái tiền đầu tư của họ có nguy hiểm. Cái tiền đầu tư của họ có nguy hiểm. Do đó quý vị, họ phải rút bớt ra. Và chính vì họ chống ông Trump là như vậy. Họ
họ không muốn ông Trump cứng rắn rồi ảnh hưởng tới tiền đầu tư của họ, do đó họ chống ông Trump. Nhưng bây giờ thị trường tác động ngược lại, thị trường tác động ngược lại tức là tốt hơn, tăng điểm lên, thì quý vị, do đó bây giờ cả một đám ở Wall Street đều háo hức ông Trump nhận chức, thay vì trước đây trước bầu cử là nó chống, tại vì ông Trump có những chính sách cứng rắn mà nó đánh giá rằng sẽ gây căng thẳng về chính trị, mà khi căng thẳng về chính trị thì cái nguồn đầu tư của họ sẽ có nguy hiểm, do đó họ chống ông Trump. Bây giờ thì ngược lại, quay sang chờ ông Trump, chờ ông Trump nhận chức, có nghĩa là quý vị, sự thay đổi này cho thấy rằng là thị trường chứng khoán rồi tới quý vị chưa hết. Những di dân bất hợp pháp trước mấy ngày khi mà có bầu cử, 3.000 người lữ hành, tức là caravan, đi từ biên giới của Mexico vào Guatemala. Họ đã có mặt trên lãnh thổ của Mexico rồi. Họ đang đi bộ tới biên giới Hoa Kỳ. 3.000 người. Thì bây giờ tới Chiapas, cái tiểu bang của Mexico đó. Thì quý vị, khi tin Trump thắng, vừa thắng cử xong, là họ chán nản. Họ biết là bây giờ có tới biên giới Mỹ, cũng chưa chắc họ bước chân vào lãnh thổ Mỹ được nữa. Do đó có nhiều gia đình phải quay trở lại Guatemala. Họ rời bỏ đoàn lữ hành, đi ngược lại Guatemala, không muốn đi tới biên giới Hoa Kỳ nữa. Quý vị, chưa chi biên giới, ông Trump chưa thắng cử là số di dân bất hợp pháp đã giảm đi rồi. Giảm đi rồi quý vị. Rồi chưa hết. Trong chính sách đối ngoại, thì quý vị, trước khi ông Trump lên, còn đang bầu cử, thì Hamas còn có chủ lực. Mặc dù lãnh đạo của Hamas đã bị sát hại bởi Do Thái, nhưng mà họ vẫn tiếp tục cứng rắn trong vấn đề con tin. Họ tiếp tục cứng rắn trong vấn đề con tin. Joe Biden đã nhiều lần ép các quốc gia Trung Đông là không nên dung dưỡng cho Hamas bởi vì đây là tổ chức khủng bố. Nhưng mà từ Qatar, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, họ vẫn dung dưỡng cho Qatar, cho Hamas. Hamas có cái nhánh chính trị tại Qatar. Họ có một cái văn phòng chính trị tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông Trump vừa đắc cử xong, Qatar tuyên bố trục xuất tất cả những chính trị, những nhà nhân vật chính trị của Hamas ra khỏi lãnh thổ của họ. Mà xưa nay là đây là cái văn phòng chính ở Qatar. Hamas có hai nhánh, thứ nhất là cái nhánh vũ trang bạo động là ở dãy Gaza, còn cái nhánh chính trị vận động chính giới của thế giới đó thì nằm ở Qatar. Bây giờ quý vị, ông Trump vừa thắng thôi là phía Qatar đồng ý trục xuất tất cả những thành viên của Hamas ra khỏi lãnh thổ của họ. Quý vị thấy chưa? Chưa chi là Qatar phải điều chỉnh cái chính sách để phù hợp với sự cứng rắn của ông Trump. Chưa hết, Hamas. Trước đó Hamas cứng lắm, mặc dù có rất nhiều chỉ huy trưởng của họ bị tiêu diệt. Có rất nhiều chỉ huy trưởng của họ bị tiêu diệt. Thì quý vị, họ vẫn cứng rắn, họ vẫn giữ 101 con tin trong tay mà. Mặc dù chúng ta biết là có phần nửa con tin đã chết rồi, họ chỉ dùng xác chết thôi. Nhưng mà quý vị, họ vẫn cứng rắn, không thỏa hiệp. Bây giờ ông Trump vừa thắng cử, họ yêu cầu ngay lập tức phải có hòa bình tại dãy Gaza. Tức là họ biết rằng ông Trump quay trở lại, Hamas không còn chỗ đứng tại Trung Đông nữa. Bây giờ lật đật kêu gọi là phải có hòa bình ở tại Trung Đông. Rồi tới phiên Taliban. Taliban trước đây, dưới thời của ông Trump, họ đã có ký một cái thỏa ước với ông Trump là họ không tiến quân. Ngược lại, Hoa Kỳ và NATO rút quân ra khỏi Afghanistan. Nhưng mà họ không được tiến quân. Họ mà tiến quân là ông Trump sẽ xóa bỏ tất cả những cái hiệp ước này. Nhưng mà cuối cùng thì trong lúc mà có đạt được thỏa thuận xong, tiến trình chưa kịp diễn ra thì ông Trump rời khỏi ghế tổng thống. Tới Joe Biden lên, thả một cái một là Taliban chiếm toàn bộ Afghanistan. Nhưng mà Taliban biết ông Trump rất cứng rắn. Bây giờ họ đòi new chapter, một cái chương mới. Có nghĩa là họ muốn duy trì quyền lực. Họ muốn duy trì quyền lực ở Afghanistan và họ không muốn đối đầu với ông Trump. Có nghĩa là quý vị, chúng ta thấy rõ là gì? Sự thay đổi ở đây. Rồi chưa hết, Tập Cận Bình muốn chung sống một cách hòa bình. Tập Cận Bình trong lá thư gửi cho ông Trump vuốt ve ông Trump và nói rằng muốn chung sống hòa bình. À, quý vị hiểu cái chữ muốn chung sống hòa bình là cái gì không quý vị? Có nghĩa là Tập Cận Bình đã đưa tín hiệu sẵn sàng đáp ứng tất cả những đòi hỏi của ông Trump. Từ kinh tế cho tới quân sự và chính trị. Chính trị tức là Liên Hiệp Quốc. Quân sự là họ sẽ không đưa quân và gây ra cái sự khó khăn trên Biển Đông, ở biển Nhật Bản hay là ở eo biển Đài Loan nữa. Họ sẽ giới hạn lại các cuộc tập trận đe dọa những quốc gia xung quanh và cái khu vực này. Và về kinh tế, bắt buộc phải nhượng bộ cho ông Trump. Nếu như không, quý vị, cái ám ảnh của năm 2018-2019 sẽ mang trở lại và còn khủng khiếp hơn. Và ông Trump đã nói tất cả mặt hàng từ Trung Quốc mà xuất cảng qua Mỹ là 60% trở lên. Do đó quý vị, Tập Cận Bình đưa ra cái ngôn ngữ gọi là chung sống hòa bình. Có nghĩa là sẵn sàng nhượng bộ cho ông Trump để mua lại sự hòa bình và an toàn.
thì quý vị thấy ông Trump chưa đắc cử thôi. Còn phía Nga, Putin tuyên bố là sẵn sàng đàm phán với khối Tây phương để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine và sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện với ông Trump. Ủa, 3 năm qua, khối Tây phương và Joe Biden đã áp lực cỡ nào Putin cũng từ chối. Bây giờ ông Trump vừa chiến thắng thôi là Putin nói là sẵn sàng có một cái cuộc nói chuyện để mà chấm dứt chiến tranh tại Ukraine và đã sẵn sàng để đối thoại với ông Trump. Quý vị, thay đổi ngay. Không dám hóa hé nữa, đặc biệt là EU. Trước đó quý vị, ông Trump năm 2017-18 khi mà gặp lãnh đạo của EU ở tại Brussels và lãnh đạo của NATO, một trong hai câu hỏi của ông là tại sao quý vị xem nước Nga là kẻ thù mà quý vị đi nhập khí đốt năng lượng từ Nga mà quý vị không mua từ chúng tôi, trong khi chúng tôi là đồng minh của quý vị, chúng tôi bảo vệ an ninh quốc phòng cho quý vị mà quý vị không mua của chúng tôi. Quý vị, Angela Merkel đập bàn đi ra. Angela Merkel lúc đó là thủ tướng của Đức, rồi đi theo đó là ai? Macron, rồi thủ tướng của Tây Ban Nha và lúc đó là thủ tướng của Ý luôn, đập bàn đi ra hết, bí mật ông Trump luôn. Đó là năm 2018 đó quý vị, lúc mà ông Trump bay qua Brussels để họp với EU và họp với NATO. Bây giờ quý vị, ông Trump vừa thắng cử thôi, Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy hội Âu Châu, ngồi xuống nói rằng chúng tôi đang duyệt xét việc hủy bỏ mua LNG của Nga, tức là mua khí đốt thiên nhiên của Nga, để chuyển qua mua của Hoa Kỳ. Quý vị, bây giờ, trong mấy năm nay họ đâu có mua của mình đâu. Họ mua của Nga, mặc dù Nga có cuộc chiến với Ukraine. Họ đã cấm dầu khí, họ đã cấm than đá, nhưng mà họ vẫn nhập cản khí đốt thiên nhiên từ ở nước Nga. Nhất là nước Đức, 40% khí đốt của họ lệ thuộc vào Nga. Quý vị, lúc đó họ vẫn còn tìm cách gọi là để cho cái vùng màu xám này xảy ra, họ vẫn nhập cản, họ đâu có đóng cửa. Hai cái đường mà ổng dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline 1 và 2 vẫn cung cấp nguồn khí đốt. Bây giờ tới lúc ông Trump vừa thắng cử thôi, EU tuyên bố là sẽ mua khí đốt từ Hoa Kỳ, LNG. Quý vị, ông Trump chưa nhận chức. Đó, quý vị thấy mới có 72 giờ đồng hồ từ lúc mà tuyên bố ông thắng cử tới bây giờ. Thì quý vị thấy là toàn bộ thế giới, từ đối nội cho tới đối ngoại, từ di dân bất hợp pháp cho tới thành phần khủng bố, đều thay đổi thái độ hết. Và thay đổi chính sách hết. Ngay cả những thành phố nội địa ở Mỹ như New York, thành phố New York là phải ngưng lại hết. Quý vị thấy chưa? Mới chỉ là thắng cử thôi, chưa nhận chức, mà họ đã lật đật điều chỉnh chính sách, điều chỉnh thái độ để phù hợp với cái chính sách của ông Trump rồi. Chúng ta chưa chi chúng ta thấy một cái màu sắc khác hoàn toàn với Joe Biden và Kamala Harris trong 4 năm qua. Và dấu hiệu này quý vị nghĩ là tích cực hay là tiêu cực? Rất tích cực. Họ đã kinh nghiệm với ông Trump rồi. Họ không muốn đối đầu với ông Trump nữa. Tại vì đối đầu với ông Trump không có lợi gì cả. Cho nên bây giờ họ phải điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với chính sách của ông Trump. Tức là họ phải song hành với cái chính sách của ông, chứ không trở lại đối đầu với ông nữa. Quý vị, đây là cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Đây là kết quả chúng ta mong muốn. Là chúng ta muốn rằng phải có một cái sự công bằng. Chúng ta muốn rằng cái trách nhiệm về gìn giữ an ninh trên toàn cầu phải được san sẻ đầy đủ. Không phải chỉ một mình Hoa Kỳ gánh. Và cái vấn đề di dân bất hợp pháp không phải chỉ ở Mỹ, cả Âu Châu nữa. Không thể nào mà đi theo cái khuynh hướng cực tả mở cửa biên giới, không còn biên giới và di dân bất hợp pháp là một cái vấn nạn lớn của nhiều quốc gia, không riêng gì Mỹ. Quý vị, và các thành phố cực tả tại Mỹ bây giờ phải chấm dứt cái chương trình cực tả của họ. Đây là cái kết quả sau khi mà ông Trump trở thành elect president. Nó sẽ đeo nó hàng ngày. Để tại vì á, có nhiều khi em làm biến, chọt ra chọt vô cái em làm biến. Chứ bây giờ em sẽ ráng cố gắng không làm biến nữa. Ngày nào mở con mắt ra là sẽ đeo nó vô. Ngày nào cũng phải đeo nó thôi quý vị ơi. Chứ biết sao giờ, bắt em phải đeo thôi. Dạ. Cái gì đây, bữa nào cuối tuần rủ Tony đi cà phê. Ok anh Phú Vũ, hello anh Sĩ Nguyễn, Hạ Diện sao rồi? Dạ thì nó đang đếm phiếu gần hết rồi. Hello cô Nhung Nguyễn nha, Tony uy tín dễ thương, cảm ơn cô Nhung Nguyễn. Vậy đeo luôn đi Tony. Dạ ok anh Nghĩa Nguyễn nha, em ráng cố gắng em không làm biến nữa, em đeo nó hàng ngày anh ơi. Dạ. Hello anh Tú đến từ Cần Thơ. Hôm qua tôi chờ hoài mà không thấy cái live stream thứ nhì để đăng ký chỗ bữa tiệc, bây giờ còn trống không?
Dạ chị Linh Lê, ngày hôm qua em có ra video về cái tiệc đó chị, nhưng mà bây giờ hết chỗ lâu rồi chị nha. Dạ em ra có 10 phút thôi ạ. Là hàng ngàn cái video, cái email vô liền. Em vừa upload cái video lên 10 phút thôi là em nhận được cả ngàn cái email. Và hiện tại bây giờ em vẫn còn nhận email. Hiện tại bây giờ nè, dạ hết chỗ lâu rồi chị. À, Tony nói đúng rồi đó, ở Phần Lan mà còn muốn bay qua nữa nè. Dạ cảm ơn chị Cúc Phạm. Dạ hồi nãy có một cái nick nào chắc là nick ảo quá. Người ta không phải vì miếng ăn đâu quý vị. Bên Mỹ này cái miếng ăn nó nhỏ xíu à. Ai mà khùng đi mà đem miếng ăn ra mà phân biệt giàu và nghèo, đúng không quý vị? Bên Mỹ này không ai coi trọng miếng ăn hết chứ. Xe hơi mà người ta còn xem thường nữa, huống hồ gì miếng ăn. Ok, bên Mỹ này người ta không bao giờ phân biệt giàu nghèo qua xe hơi hay là qua cái miếng ăn. Nhớ kỹ đó, người ta phân biệt cái khác, đại gia hay là tiểu gia hay là da bọc xương, chứ người ta không có phân biệt giàu nghèo qua cái miếng ăn hay là xe hơi. Ok, nhớ kỹ đó. À, ủng bơ la nữa đó. Dạ hy vọng là như đừng có như vậy chị Thu ơi, tụi nó gây cấn quá. À, mình ở Việt Nam cái gì đây, thôi nói tầm bậy tầm bạ một hồi lu su bu lắm rồi. Bây giờ thì có một số bà con mới vào nữa, cho nên Tony Lê muốn lặp lại nha quý vị, để mà cái bữa đó bà con khỏi phải mất thời gian chạy đến đó rồi không có chỗ ngồi rồi không vô cửa được rồi giận hờn Tony Lê. À, nó buồn phiền lắm. Ok, bây giờ Tony Lê xin lặp lại nhé, là quý vị nào nhận được email trả lời của Tony Lê, đó là cái vé để quý vị đi vào cửa Kim Sơn. Tại vì khi quý vị đến cái cửa sẽ có người check cái email trả lời của Tony Lê rồi. Còn quý vị nào, bà con cô chú bác nào mà gửi email cho Tony Lê mà không thấy Tony Lê trả lời thì quý vị bà con cô chú bác thông cảm cho Tony Lê. Tức là bà con cô chú bác không có vé vào cửa, tại vì hết ghế ngồi và sức người có hạn, đô la có giới hạn. Kỳ này Tony Lê chỉ làm được như vậy thôi. Hy vọng kỳ sau Tony Lê sẽ giàu có thêm nữa, sẽ làm hoành tráng thêm nữa, sẽ có hàng ngàn quý vị tụ họp lại. Ok, thành ra bà con nào không nhận được email trả lời của Tony Lê, tức là bà con không có vé, thì bà con ngồi ở nhà xem live stream trực tiếp trên cái channel này cái bữa đó đó, cái bữa đó đó. Ok, và đừng giận hờn Tony Lê. Giận hờn làm gì để cho mình già và mình bị căng thẳng nha quý vị. Nhớ nha, bỏ qua giùm Tony Lê. Tony Lê đã nói rồi, đô la, cái ông đô la ổng không cho phép kỳ này. Kỳ này ổng chỉ cho phép bao nhiêu đó thôi à. Hẹn quý vị lại dịp sau. Ok, những ai mà không nhận được email trả lời của Tony Lê, đừng giận hờn một lần nữa, đừng quăng gặp quăng đá, đừng chửi bới, đừng giận hờn Tony Lê nhé. Thông cảm cho Tony Lê, sức người có hạn, túi tiền có hạn. Ok, nhớ nha quý vị. Và xem live stream cái ngày đó, Tony Lê sẽ live stream cho bà con xem. À, cái gì đây, cái gì đây. À, khi nào tiệc ăn mừng Tony mặc vest hả? Không có đâu chị ơi, trời ơi, em mặc áo bình thường đó chị ơi. Em không có bao giờ mặc đồ vest đâu chị. Em không có tính mặc đồ vest chị nha. Tony Lê có cái biệt danh ở thành phố Houston là vua tà lõn. Đi đâu Tony Lê cũng tà lõn, nhưng mà cái bữa tiệc đó thì Tony Lê sẽ mặc quần dài chứ không có mặc quần tà lõn, nhưng mà mặc áo bình thường, không có mặc đồ vest, không có thắt cà vạt gì cả. Tony Lê chỉ là mặc cái quần dài cho lịch sự chút xíu để gặp bà con cô chú bác ở nhiều tiểu bang về, và mặc cái áo bình thường vậy thôi chứ không mặc đồ vest. Tony Lê không có quen mặc đồ vest. Dạ. À, Tony mình cần hai vé được không? Dạ sorry chị Nina, hết lâu rồi chị ơi. À, anh tổ chức bán vé đi. Dạ đâu có đâu. À, kỳ này không có bán vé bán gì hết anh nha. Hy vọng trong tương lai ha, nếu mà quý vị muốn á, trong tương lai mà Tony Lê tổ chức những cái như thế này á, mà quý vị muốn Tony Lê tổ chức mà bán vé thì chắc là sẽ được nhiều khán giả vào xem. Tại vì khi mà bán vé thì dĩ nhiên nó sẽ có cái giới hạn rộng ra, đúng không, đúng không? Thì để Tony Lê xem xét coi có thời gian để làm những cái show như thế này không. Nếu trong tương lai mà Tony Lê có thời gian á, thì Tony Lê cũng sẽ tổ chức những cái show như thế này để tụ họp bà con về đây, nhưng mà sẽ bán vé nha quý vị, tại vì túi tiền không cho phép. Okay, tổ chức bán vé đó. Ok, trong tương lai nha, nếu Tony Lê có thời gian chứ bây giờ thì chưa có thời gian làm những cái chuyện như thế này đâu. Dạ. Hello chị Nga Hoàng. Cái gì đây? Tony ơi, nếu mua vàng có tính thuế không vậy?
Dạ chị Như Nguyễn ơi, chị gọi anh Đức đi, anh Đức sẽ cho chị biết là có tính thuế hay không. 281-495-4345. Chị muốn mua vàng, mua hột sòn, và chị biết là có trả thuế hay không, chị gọi anh Đức đi, anh Đức sẽ trả lời cho chị cái câu hỏi đó. Em thì em không có rành cái chuyện vàng dòng châu báu hột sòn, em rành cái chuyện cổ phiếu thôi chị nha. Hôm đó chắc vui lắm. Dạ thì bà con sẽ, bà con nào mà không nhận email trả lời của Tony Lê đó thì bà con ngồi ở nhà xem online chung vui với tụi em online, trong cái live stream bà con bình luận đồ túi bụi vô vậy đó. Cuối cùng ca sĩ, dạ thì hồi nãy em có đăng cái poster lên rồi đó quý vị, hồi nãy em có đăng cái poster lên rồi đó quý vị nào chưa có xem hình đó thì vào vào cái channel xem hình cái poster đi, cái poster của cái live show ngày hôm đó đó, hồi nãy Tony Lê mới vừa đăng lên đó, à mới vừa đăng lên tức thì luôn đó cái poster đó à. Bây giờ đô la không có, ráng chịu khó chờ tổng thống Trump. Dạ đúng rồi, mua vàng trả tiền mặt thì không tính thuế. À, cảm ơn anh nha. Có ca sĩ Quyền Anh không? Dạ Quyền Anh chưa có visa đi Mỹ anh Michael ơi, mà em và anh Đức á, thì làm cái show này á, gấp quá cho nên không có đủ thời gian để cho Quyền Anh và Mỹ Châu đi lấy visa. Ok, tại vì muốn lấy visa Mỹ là phải chờ phỏng vấn đồ, mất thời gian lắm, mà tụi em thì làm gấp quá cho nên kỳ này không có bút Quyền Anh hay là Mỹ Châu. Sắp tới tôi thì thử làm bầu show coi sao. Dạ chị Trang Nguyễn thì đây cũng là một cái ý kiến hay để ok.